Minh Cang xin chào các anh chị. Nay Minh Cang xe tải xin giới thiệu cho các bạn một dòng xe tải là Suzuki 600 kg. Một dòng xe tải mà nói tới người Việt mình thì quá quen thuộc rồi. Những cánh miền Tây, miền Trung, miền Bắc là đều biết tới cái dòng xe này. Thì nó là một dòng xe tải được vô cho thành phố chạy những hẻm hách đồ này không? Là được lựa chọn nhiều nhất. Đây, vì sao vậy? Thì đơn giản là nó nhỏ gọn, độ bền cao, thì người ta tiêu dùng nhiều. Rồi giờ Minh Cang là quay một vòng vòng tròn cho các cô bác anh chị cho thấy một vòng tròn xe. Nào mình đi vòng tròn nhé. Đó. Cái mẫu xe Suzuki này thì nó thiết kế của nó thì nó cũng không khá mới mẻ gì lắm, nó vẫn là một kiểu cổ điển. Nhưng lý do tại sao người Việt mình lại tin dùng nó thì nó nói tới rồi là chất lượng. Nó mang đến cái lợi nhuận kinh tế cao cho, tại vì xe tải mà chạy là phải hư. Nhưng mà cái chi phí sửa nó ít thì nó sẽ mang đến kinh tế lợi nhuận cho con xe này đem về cho người mua nó về. Thì người ta nên dạy người ta họ dưới tiên dùng đó. Đấy là một dòng xe tải. Thì bây giờ nói về dòng xe thì tất cả mọi người, cô bác anh chị đã thấy rồi. Nội thất bên trong của nó hay mọi thứ gì đó thì nó khá liền lạc. Đây giờ Minh Cang quay tới vô tới cái nội thất bên trong xe nè. Đây đó. Đồ nó thì khá liền lạc. Tiếng khép cửa này các bạn nha. Êm, phải nói là êm nha. Khung gầm xe, khung gầm xe thì nhép thì 5 nhép, còn đường trước thì bánh trước thì được trang bị là phục giờ gạt nên giúp các bạn khi vận hành này chở hàng thì đó nó sẽ êm ái hơn. Còn cái thùng của nó thì ở trong đó, thì nó sẽ đóng một lớp kẽm, ở ngoài là inox. Đây. Còn cái chi tiết nhỏ đây là thằng Suzuki nó thiết kế là cái đây là cái để lắp biển số để đi kênh tối đấy, cái bật đèn để thấy biển số xe. Chi tiết nhỏ như vậy mà Suzuki nó tạo ra một xe. Rồi thì quay một tròn xe hay một thứ xe thì rồi. Còn các bạn còn muốn anh chị cô bác muốn biết về thêm chi tiết xe đó, thì cứ liên hệ số điện thoại để dưới màn hình 0334567858. Mình Cang sẽ trực tiếp hỗ trợ xe đây thì có hỗ trợ trả góp trên toàn quốc. Anh các chị em nào muốn mua hỗ trợ góp thì Minh Cang bán trả góp, còn mua tiền mặt thì Minh Cang bán xe tiền mặt. Còn xe đây là hỗ trợ vay được 60%. Rồi. Ok. Rồi Minh Cang kết thúc video ở đây rồi. Minh Cang chào các bạn nha.